Chào bạn Tâm, bạn là thí sinh đầu tiên có đơn hàng online. Thì không biết là tới hiện tại tới bây giờ bạn có tự tin là bạn sẽ có cái doanh số online là cao nhất hay không? Thật sự mà nói đến tự tin thì mình cũng cảm thấy là cũng thật sự chưa tự tin lắm, tại vì các bạn ở đây thì các bạn nào cũng nói chung là năng nổ, nhiệt tình, các bạn tìm kiếm khách hàng rất là giỏi. Thì bản thân mình thật sự mình nói thì mình chỉ làm cố gắng hết sức mình thôi, còn cái việc để mà có thể để hàng hay không thì mình thật sự là không có dám bảo đảm gì hết, nhưng mà trước mắt thì mình vẫn làm hết sức mình, nói chung là tìm kiếm hết tất cả các khách hàng có khả năng, khách hàng tiềm năng. Câu hỏi thứ hai là tới ngày hôm nay là đã ngày thứ tư cuộc thi The Best Seller lần thứ năm diễn ra, thì không khí đến bây giờ bạn cảm thấy như thế nào? Mình thấy cái không khí ngay từ đầu là nó đã sôi động rồi, tại vì các bạn khi mà đã được tuyển vào tới vòng này thì các bạn rất là tự tin, năng động, để các bạn đến từ nhiều trường đại học khác nhau, cho nên là cái môi trường cạnh tranh ở đây, ngoài ra mấy bạn rất là thân thiện, nhưng mà cái môi trường cạnh tranh ở đây mình thấy rất là nói chung cũng đôi khi cũng hơi căng thẳng tí xíu, nhưng mà mình thấy qua đó thì mình học được rất là nhiều điều. Nói chung là mình cần phải nỗ lực bản thân mình nhiều hơn nữa để có thể là hoàn thiện bản thân, có thể bán được nhiều doanh số tốt hơn, gặp được nhiều khách hàng, tạo dựng được nhiều mối quan hệ. Đó mình nghĩ cũng là cái mà công ty Walmart đang hướng đến. Rồi, xin cảm ơn bạn. Chúc bạn trong suốt cuộc thi được gặp nhiều may mắn và thành công. Xin Xin chào chào các bạn. bạn.